alo 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 Chào tất cả các bạn đang xem video. Thì ở video lần này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về cái cách mà chúng ta thúc cái bật đoạn này vào, bảo dưỡng cái đầu trục này, chúng ta siết cái con tón này như thế nào cho đúng nhất ha. Đó, hy vọng rằng là cái video này sẽ bổ ích cho tất cả các anh em mình đi làm nghề sửa chữa ô tô ha. Thì các anh em mình cũng biết rằng là cái độ ra của cái bật đoạn này, bật đoạn đầu trục này rất quan trọng ha. Đây, chúng ta đều thấy là cái bật đoạn này chúng ta sẽ được thúc vào. Bên trong là cái bật đoạn nha, còn bên ngoài là cái đầu đót ha. Ngoài đầu đót. Còn bên ngoài này là cái mê ơ ha, mê ơ bánh xe. Chúng ta xoay. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhiều anh em thợ và những người các anh em sinh viên mới ra trường thì sẽ không có biết được là cái con ốc này chúng ta siết vào bao nhiêu là vừa, siết vào bao nhiêu là vừa và chúng ta phải nới ra bao nhiêu vòng là sẽ vừa, nó không cháy bật đoạn đó. Thì cái video lần này mình sẽ giải thích cho tất cả các anh em mình biết nó nguyên do cốt lõi từ đâu ha. Nó xuất phát từ cái nguyên tắc là cái bước rang này ha. Khi mà chúng ta vặn vào một vào, vặn cái con ốc này một vào thì bước rang chúng ta đi tịnh tiến được bao nhiêu. Bước rang chúng ta ví dụ như bước rang 1.5 thì khi chúng ta vặn đúng một vào này thì cái con tón này này nó sẽ tịnh tiến là đúng 1.5 mm, đúng không ạ? Đó là cái bước rang. Thì các anh em mình không biết đo cái bước rang như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh em mình cách đo. Cách đo đầu tiên là chúng ta dùng một cái thiết bị gọi là thiết bị đo bước rang, cái dụng cụ đo bước rang ha. Thì trên này nó sẽ có cái bước rang của hệ in và bước rang của hệ mét. Thì đa số đối với cái dòng xe ở Việt Nam mình thì người ta dùng đa số là hệ mét nhiều hơn đó. Thì chúng ta sẽ đo bức rang này, chúng ta đo bức rang này nó là bao nhiêu. Đây chúng ta dùng cái thiết bị này ha. Các anh em nào mà không có thiết bị thì liên hệ với mình 0389898100, cái thiết bị này đo bức rang này ha. Đấy, chúng ta đo thì trên cái thước này này nó sẽ thể hiện là bao nhiêu mm, bao nhiêu bức rang là bao nhiêu mm nhé. Nếu mà hệ mét nó sẽ thể hiện bao nhiêu mm. Thì cái bức rang mình đang đo đây nó sẽ là 1.5 mm ha, 1.5 mm. Thì với 1.5 mm thì chúng ta kết luận rằng là khi mà con tón này này, con tón này nó di chuyển đúng một vòng, ví dụ như từ ví dụ đây là điểm cuối, mình di chuyển đúng một vòng của nó thì con tón này nó sẽ di chuyển vào là 1.5 mm, đúng chưa? Thì từ cái xuất phát từ cái nguyên nhân này mà các hãng bật đoạn á, khi mà chúng ta siết con bù lon này, siết con tón này vào nó tùy vào cái ca bật đoạn, ca tram của bật đoạn này đấy, thì nó sẽ, nếu mà chúng ta không có khe hở giữa cái lưng ca bật đoạn, lưng và bi bật đoạn thì nó sẽ gây cháy bật đoạn và cái bật đoạn chúng ta cái tuổi thọ nó sẽ yếu, được chưa? Đó là nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai nữa, nếu mà chúng ta để rơ quá là nó ảnh hưởng tới cái vận chuyển động của cái xe chúng ta chạy nó sẽ bị lát xe, và có đối với bánh lái thì nó sẽ ăn lốp lái, đối với bánh cầu thì nó sẽ rơ lỏng và chúng ta sẽ chạy rất khó chịu, đúng không? Đấy, thì mình cũng có tìm hiểu một số cái tài liệu kỹ thuật đó, thì người ta cái tài liệu từ cái hãng của các hãng của bật đoạn á, thì người ta khuyến cáo rằng là cái mạch tiếp xúc giữa cái
bật đoạn này và ca bật đoạn, cơ bật đoạn và ca bật đoạn thì nó sẽ tiếp xúc trong khoảng 0,3 tới 0,4 là có cái khe hở đó. Để làm chi? Để cho cái mỡ này này, cái mỡ này nó sẽ vào bên trong cái khe hở đó và nó sẽ không gây cháy cái mặt tiếp xúc giữa cái bật đoạn và cái viên bi bật đoạn. Đó là cái tài liệu hướng dẫn của người ta. Thì đối với cái trở lại vấn đề, đối với cái bức rang này là 1.5 thì chúng ta để đáp ứng được cái thông số là 0,3 tới 0,4 thì chúng ta phải siết vào hết cỡ, đúng không ạ? Siết vào hết cỡ của con toán này. Và sau đó chúng ta nới ra 90 độ, 90 độ có nghĩa là 1/4 vào. 1/4 vào có nghĩa là 1,5 chúng ta chia làm 4 ra thì nó sẽ 0,37 á. Đó, nó nằm trong khoảng đó, 0,37 thì nó sẽ có cái khe hở đó thì cái mỡ chúng ta này nó sẽ được bôi trơn cho bật đoạn và chúng ta sẽ được kéo dài cái tuổi thọ của bật đoạn hơn. Đấy, đó là cái mấu chốt của vấn đề đó, là nó xuất phát từ cái bức rang ha, xuất phát từ cái bức rang. Thì đa số ở cái đầu đót này này, ở cái đầu đót này ở tất cả cái dòng xe thì nó đa số nó rơi vào khoảng xe tải tải lớn á, thì nó là bức rang của nó là 1.5 mm và 1.75. đấy, còn đối với cái xe tải nhỏ hoặc là xe du lịch thì nó rơi vào 1.25. đấy, thì những cái bức rang như vậy thì có anh em mình cứ căn cứ vào cái thông số là từ 0,3 mm đến 0,4 mm. Đó là cái thông số yêu cầu của nhà sản xuất bật đoạn, người ta yêu cầu khe hở đó. Thì chúng ta căn cứ vào cái dữ liệu đó mà chúng ta siết cái con toán này cho phù hợp. Mà muốn phù hợp thì chúng ta phải biết được cái bức rang này là bao nhiêu để cho mới biết được, thì chúng ta mới chia ra được. Đấy, bức rang này là 1.5 này thì mình chia ra làm 4 thì nó sẽ rơi vào 0,37 thì nó sẽ đáp ứng được cái thông số kỹ thuật của bật đoạn. Thì thế thì chúng ta siết vào thì nó mới chuẩn được ha, nó mới đảm bảo cái bật đoạn chúng ta nó lâu ngày nó không bị cháy. Chúng ta siết quá lực thì cái bánh xe này sẽ nặng, đúng không ạ? Bánh xe này sẽ nặng. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nếu mà ra lỏng quá thì cái bánh xe chúng ta sẽ bị ăn lốp. Đối với lốp lái thì chúng ta ăn lốp, nó đổ lái ha. Đấy, còn đối với bánh cầu thì nó sẽ đổ lốp ha, rất là khó chịu cho người sử dụng. Đấy, thì mình sẽ quay cái video, mình sẽ hướng dẫn cho các anh em mình cách máy vô luôn này, đối với cái bánh xe này ha. Đấy, các em xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe cho kênh ha, ủng hộ để mình tiếp tục ra video. Thì những cái video này sẽ thích hợp cho những cái anh em sinh viên mới ra trường và các anh em lái xe. Chúng ta sẽ dùng cái cà lê này, chúng ta siết thật chặt vào ha, siết thật chặt và sau đó chúng ta sẽ nới ra theo đúng tiêu chuẩn của nó là 90 độ, có nghĩa là 1/4 vào ha. Các anh em siết vào thì các anh em phải xoay bánh như thế này để cho cái bộ đoạn chúng ta nó ăn cho nó được bôi trơn hết toàn bộ ha. Sau đó chúng ta tiếp tục siết tiếp. Chúng ta cảm thấy là cái bánh xe chúng ta nó nặng hơn, đúng không? Đúng không? Chúng ta còn siết vào thì bánh xe chúng ta sẽ nặng hơn. Đấy, chúng ta tiếp tục siết vào. Đấy. Dạ. Có vẻ cứng hơn rồi, đúng không ạ? Cứng nè. Và chúng ta nếu mà đã cứng rồi thì chúng ta tiếp tục chúng ta nới ra 90 độ thì nó sẽ ok ha. Nới ra 90 độ. Chúng ta sẽ để cái lê như thế này, ngon như thế này, đúng không ạ? Ngon như thế này và chúng ta kéo lên 90 độ. Đây, ngon đây. Đó. Là tương đối 90 độ thì
thì chúng ta sẽ xoay bật đoạn này. Các anh em thấy không? Đấy. Nhẹ nhàng ha. Đấy. Đó là mình đang thực hiện trên cái dòng xe tải Daewoo Nevis 340. Đấy. Các anh em mình xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe cho kênh. Cảm ơn các anh em đã xem video. Các anh em hẹn các anh em ở video lần sau, mình sẽ thực hiện những video nhiều hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.